chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Giáo dục và Hướng nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Vâng, thưa quý vị, thời gian qua, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ được Đồng Nai quan tâm thực hiện vì đây là thế hệ năng động, là rương cột của nước nhà. Những năm trở lại đây, học sinh ở Đồng Nai được kết nạp đảng ngày càng tăng cả về chất và lượng. Đây là thành quả bước đi đúng đắn và đầy sáng tạo. Mới đây, Lê Cẩm Giang, học sinh lớp 12, được chi bộ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, thành phố Biên Hòa, tổ chức lễ kết nạp đảng. Được đứng vào hàng ngũ của đảng, Cẩm Giang cảm thấy rất vinh dự và vui mừng. Với người đảng viên trẻ này, đây là động lực to lớn để tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện và sống tốt hơn nữa trong tương lai. Từ đó phát huy được sức trẻ của mình và xứng đáng với vai trò một người đảng viên trẻ. Em rất là tự hào, rất là hãnh diện khi mà được mình vào hàng ngũ của đảng sớm với lứa tuổi như em. Em rất là xúc động tại vì kiểu đó là niềm vinh dự của em, rất là kiểu là mới chỉ là một cô bé học sinh của trường thôi mà em đã làm được điều như thế là một kỳ tích, rất là kiểu như là cái vinh dự, gọi là thành tích trong cuộc đời đi học của em ạ. Cùng vinh dự được kết nạp đảng với Cẩm Giang lần này là Trương Thị Kiều Anh, người bạn thân của Cẩm Giang. Suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, hai người đảng viên trẻ này không chỉ xuất sắc trong học tập, còn tiêu biểu trong các hoạt động phong trào đoàn. Em lớp phấn đấu trong 3 năm cấp 3 là hạnh kiểm tốt, và học tập tốt ạ. Và em tham gia những hoạt động tình nguyện, và em muốn mình được đứng trong đội hàng ngũ của đảng để bản thân được phát triển hơn. Em cố gắng học tập bằng cách là ở trường tham gia rất nhiều phong trào, cũng như là luôn tham gia đủ các đúng kiểu quy định nhà trường, học tập và cố gắng đạt được những thành tích như là học sinh giỏi của năm, xong rồi các kiểu thành tích và phong trào nội của nhà trường ạ. Không riêng hai đảng viên trẻ này, trong thời gian vừa qua, từ sự nỗ lực phấn đấu trong thành tích học tập, rèn luyện, bằng tinh thần tình nguyện đóng góp cho cộng đồng, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được phát hiện, giới thiệu đứng vào hàng ngũ của đảng. Thưa quý vị, việc vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng khi còn là học sinh đã tạo thêm dấu ấn đặc biệt trong quãng đời học sinh và quá trình trưởng thành sau này của các đảng viên trẻ. Đáng nói, để đạt được kết quả tích cực trong công tác này, đòi hỏi sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, nhà trường. Theo ghi nhận, ngoài chú trọng nhiệm vụ giảng dạy, thì công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên với đối tượng là học sinh được các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đưa vào nội dung chương trình hành động hàng năm, coi đây là một tiêu chí để đánh giá công tác xây dựng tổ chức đảng. Phải trở thành học sinh giỏi, thì đó là một trong những cái tiêu chí cứng rồi. Thứ hai, đó là giao nhiệm vụ trong các cái hoạt động đoàn thể để các em tham gia. Và qua các cái hoạt động đoàn thể mà các em tham gia thì mình sẽ theo dõi rồi đánh giá. Và khi mà thấy các em đủ cái tiêu chuẩn thì chúng tôi sẽ có cái bước làm hồ sơ và gửi về thành ủy trước để thành ủy xem xét cũng như là hướng dẫn. Rồi sau đó thì là đủ ngày, đủ tháng thì các em mới, chúng tôi mới đề nghị thành ủy để mà xem xét kết nạp. Nhà trường cũng như là đảng bộ nhà trường cũng mong muốn tạo điều kiện để cho các em phấn đấu đứng vào hàng ngũ của tổ chức để được tu dưỡng rèn luyện cái bản lĩnh chính trị cũng như là rèn luyện cái phẩm chất đạo đức để sau này các em có cái cơ hội trở về địa phương để phục vụ cho địa phương của huyện nhà. Song song với đó, chi bộ các nhà trường luôn bám sát nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với đoàn trường nhằm làm tốt công tác bồi dưỡng và phát triển đoàn viên ưu tú từ các chi đoàn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ những yếu tố tiên quyết, môi trường rèn luyện cho những đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của đảng. Năm học mới thì đoàn trường xây dựng các kế hoạch năm học, công tác đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt là cái việc xem xét kết nạp và giới thiệu cho các đoàn viên ưu tú cho đảng. Thì với những cái mô hình mà đoàn trường đã thực hiện thì đoàn trường cũng đang tham mưu với cấp ủy những cái hoạt động tích cực nhiều hơn để các bạn chủ động hơn trong cái hoạt động thiện nguyện của mình. Từ năm 2017 đến nay thì công tác phát triển đảng trong đối tượng học sinh thì cũng đã có những bước tiến triển khá tích cực thông qua các cái hoạt động của huyện đoàn, như là tổ chức các hoạt động về nguồn, các cái chương trình hành trình hạt giống đỏ,
rồi các cái chương trình ươm mầm xanh, các cái nội dung đó đã giúp cho học sinh tham gia, đặc biệt là các cái đối tượng là những học sinh ba tốt, học sinh thanh niên ưu tú tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc quan tâm. Từ năm 2020 đến năm 2022, toàn tỉnh kết nạp được 365 đảng viên là học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, chiếm tỷ lệ 5,4% tổng số đảng viên được kết nạp. Như đã đề cập, việc phát triển đảng viên trong học sinh là một trong những nhiệm vụ cốt lõi, ươm mầm, bồi dưỡng những nhân tố tích cực để tạo nguồn kế thừa, tăng cường sức trẻ, sức chiến đấu cho đảng. Việc kết nạp đảng cho học sinh đang học trung học phổ thông còn là sự ghi nhận những nỗ lực của những thanh niên ưu tú. Trong những năm gần đây, việc phát triển đảng từ các em học sinh đã có sự khởi sắc đáng kể. Để có được những hạt giống đỏ ươm mầm, bồi dưỡng, kết nạp nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đơn vị đã chỉ đạo các trường quan tâm nhiều hơn tới nhiệm vụ chính trị này. Riêng tại thành phố Biên Hòa, tính từ năm 2022 đến nay, toàn thành phố đã kết nạp được 23 đảng viên là học sinh tại các trường trung học phổ thông. Ngay từ đầu thì đoàn trường cũng đã thống kê cái số lượng những em học sinh ở trong cái độ tuổi có thể phát triển đảng được tại nhà trường. Thêm vào đó thì sàng lọc lại những em có cái học tập, có cái kết quả học tập tốt và tham gia các cái hoạt động đoàn tại trường sôi nổi thì đưa vào cái danh sách để có thể là bồi dưỡng. Sau đó thì cùng với chi bộ thì cũng đưa các em vào cái danh sách để các em có thể đi tham gia các cái lớp bồi dưỡng cảm tình đảng cho các em. Và sau đó thì vào cuối năm học thì những em học sinh đủ tiêu chuẩn thì sẽ được kết nạp tại trường. Điểm chung của các em được giới thiệu sang đảng xem xét kết nạp hầu hết là các bạn đoàn viên ưu tú, có thành tích học tập tốt. Ngoài ra thì các bạn phải tham gia các hoạt động đoàn và cái sự nhiệt tình hỗ trợ đoàn kết cùng với tập thể ban chấp hành đoàn trường, cũng như là hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các bạn học sinh của mình để giúp cho các bạn học tập tốt hơn ở trong khi mà còn trên ghế nhà trường. Thì ngoài ra thì tất cả các bạn học sinh đó thì sẽ tích cực tham gia các hoạt động cũng như có những cái ý tưởng sáng tạo trong các hoạt động công tác đoàn tại chi đoàn tại trường học. Bên cạnh đó, các trường còn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên thanh niên nhà trường như đền ơn đáp nghĩa, thanh niên tình nguyện, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn để phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tạo môi trường cho các em học sinh cống hiến hết sức mình. Đoàn trường giao những cái công việc cho các em để từ đó đánh giá được năng lực và phẩm chất thông qua các cái công việc mà chúng tôi làm hàng năm và hàng tháng cũng như là hàng tuần. Ví dụ như là cho các em tham gia vào chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, rồi chiến dịch hoa phượng đỏ, tiếp sức mùa thi và cho các em tham gia vào các cái đội nhóm tình nguyện của nhà trường như là đội nhóm an toàn giao thông, rồi đội môi trường, trực thi đua, hỗ trợ ban thi đua học sinh nhà trường trong các cái công tác. Và đặc biệt là những cái hoạt động lớn thì chúng tôi cũng muốn các em tham gia vào thành phần ban tổ chức để từ đó đánh giá thêm được một số cái năng lực của các em trong các hoạt động đoàn của mình. Ví dụ như là những cái chương trình lớn hội trại truyền thống của nhà trường nè, rồi các cái hoạt động như là lễ khai giảng, rồi 20 tháng 11, lễ tổng kết, chào mừng năm học mới, rồi lễ tri ân trưởng thành v.v. Theo ghi nhận, các em học sinh được đứng vào hàng ngũ của đảng qua hình thức đào tạo nguồn từ các trường học đều xứng đáng. Đảng bộ và nhà trường thì đã chỉ đạo cho các đoàn thể cũng như là các cái bộ phận chuyên môn thì chúng tôi lập danh sách rất là sớm. Các em từ năm lớp 10, lớp 11 thì đã tham gia vào những hoạt động lớn của nhà trường, hoạt động phong trào và được giao nhiệm vụ cụ thể. Thì sau đó thì các em bộc lộ được cái khả năng của mình, cái bản lĩnh của mình thì bắt đầu là chúng tôi có thể giới thiệu cho các cái chi đảng bộ xem xét và cho sinh hoạt tổ trung kiên. Sau đó thì cũng cử người theo dõi và giám sát cũng như là hỗ trợ trong cái công tác giáo dục đạo đức cũng như là tiếp tục phấn đấu của các em trong một cái thời gian dài từ năm lớp 10 đến 11 và đến 12 thì khi mà các em đủ điều kiện
kể cả về độ tuổi cho đến lý lịch và các yếu tố khác do đảng quy định, thì chúng tôi bắt đầu tiến hành xác minh, thẩm tra và bắt đầu tiến hành các cái thủ tục. Chi bộ và ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi rất là quan tâm đến cái việc mà phát triển đảng viên là học sinh. Thế để làm được cái việc này thì chúng tôi phải có một cái sự chuẩn bị rất là lâu, tức là phải giao cho đoàn trường, nhất là đồng chí bí thư đoàn trường là chịu trách nhiệm trong cái quá trình mà chỉ đạo cái phong trào đoàn, thực hiện phong trào đoàn ấy, thì là phát hiện. Và cái việc phát hiện đoàn viên giỏi, đoàn viên ưu tú là phải ngay từ lớp 10. Và chúng tôi sẽ có cái bước rà soát về các cái tiêu chuẩn, tiêu chí để mà có thể là em học sinh đó có thể là thuận lợi trong cái việc mà phát triển đảng. Thứ hai, đó là khi mà đã phát hiện thì là chúng tôi sẽ tập trung bồi dưỡng. Thì cái việc tập trung bồi dưỡng thì trước hết là phải giao nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ để các em bên cạnh cái nhiệm vụ học tập, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hướng dẫn và giúp đỡ để các em có thể là hoàn thành tốt cái việc học. Thực tế cho thấy, việc kết nạp đảng viên ở học sinh đã khơi dậy khát vọng cống hiến từ người trẻ, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước. Để làm được điều này, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã và đang vào cuộc, không chỉ ngành giáo dục, các trường phổ thông mà từ cấp ủy các cấp. Trong đó, các bí thư chi bộ, hiệu trưởng các trường đã và đang phát huy trách nhiệm cao hơn nữa trong công tác quan trọng này. Và như thường lệ, phần cuối chương trình là những thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực giáo dục và hướng nghiệp. Thưa quý vị, Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố số liệu thống kê về kết quả tuyển sinh đại học đợt 1 2023. Theo đó, tính đến thời điểm hết hạn xác nhận nhập học đợt 1, cả nước có trên 494.000 thí sinh đã xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo, trong tổng số trên 612.000 thí sinh trúng tuyển. Như vậy, còn gần 118.000 thí sinh không xác nhận trúng tuyển đợt 1, đồng nghĩa với việc sẽ tìm kiếm cơ hội ở những đợt xét tuyển bổ sung của các trường kéo dài đến hết tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, thí sinh cũng nên cân nhắc kỹ việc lựa chọn bậc học, ngành học phù hợp để không phải hối tiếc sau này, nhất là khi đã theo học một thời gian mới phát hiện bản thân không hợp với ngành nghề tương lai, dễ gây tâm lý chán nản, thậm chí muốn bỏ học. Cơ hội trúng tuyển nhiều, nhưng học ở đâu, học ngành nghề gì vẫn là điều mà các thí sinh cần cân nhắc trước khi xác nhận nhập học ở những trường đại học xét tuyển bổ sung. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 như sau. Tổ chức thi theo môn gồm các môn học bắt buộc và các môn học lựa chọn trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Hình thức thi: môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức thi trắc nghiệm. Nội dung thi sẽ bám sát yêu cầu cần đạt về năng lực và kiến thức chủ yếu của lớp 12 trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thông tin xem xét đưa giáo viên mầm non vào ngành nghề nặng nhọc, độc hại nhận được sự đồng thuận của đông đảo cán bộ giáo viên mầm non. Bởi dù mới được tăng lương cơ bản từ tháng 7 năm 2023 như tất cả các ngành nghề, giáo viên mầm non có tuổi nghề trên 20 năm mới có tổng thu nhập xấp xỉ trên dưới 7 triệu đồng một tháng. Giáo viên mới ra trường, làm việc dưới 5 năm thì thu nhập khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Công việc áp lực, thu nhập không tương xứng nên không ít giáo viên mầm non không thể trụ với nghề. Và trong thời gian chờ chính phủ xem xét việc đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát chỉ tiêu biên chế và số lượng giáo viên hiện có để bổ sung biên chế cho các trường trong năm học 2023-2024. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giáo dục và Hướng nghiệp kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.